Châu Hải My sinh năm 1966 là mỹ nhân nức tiếng một thời của làng giải trí xứ Hương Cảng. Trong những năm 90, cô được mệnh danh là nữ thần sắc đẹp, người tình trong mộng vì gương mặt thanh tú đậm chất Á Đông nhưng cũng mang một vẻ rất cá tính. Châu Hải My bước chân vào làng giải trí sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1985, sau đó góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình dài tập của đài TVB Hồng Kông trong thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. Năm 1985, Châu Hải My tham gia bộ phim đầu tay Dương Gia Tướng. Một năm sau, cô đóng Triệu Phú Lưu Manh cùng tài tử Ngô Khải Hoa. Tác phẩm dẫn đầu đài TVB về tỷ lệ người xem trong năm. Năm 1991, Hải My tiếp tục gây sốt khi kết hợp với tài tử Lê Minh trong phim tình cảm Đời Không Hối Tiếc. Tên của tác phẩm này cũng được Châu Hải My mượn để nói về chính cuộc đời mình. Năm 1992, Châu Hải My tiếp tục thành công khi đóng Mặt Đại Hoàng Tôn cùng Huỳnh Nhật Hoa. Bộ phim do Đài Loan sản xuất này đã phá kỷ lục về tỷ lệ người xem ở vùng lãnh thổ. Cô còn tham gia các phim truyền hình nổi tiếng như Nghĩa Bất Dung Tình, Thiên Địa Hào Tình, Đại Náo Quảng Xương Long, Võ Mị Nương Truyền Kỳ, Hương Mật Tựa Khói Sương. Với dòng phim kiếm hiệp, nữ minh tinh để lại dấu ấn mạnh khi vào vai Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994. Với vai diễn này, cô được ca ngợi là Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh bởi sự tương đồng về ngoại hình, tính cách và cả nội tâm với nhân vật. Nhiều khán giả cho rằng nhìn vào Châu Hải My trên màn ảnh, họ tin bà chính là Chu Chỉ Nhược. Không những thế, theo iFan, nhà văn Kim Dung đánh giá cao phần thể hiện của cô. Ông từng nói, nếu sớm biết Châu Hải My đóng Chu Chỉ Nhược, tôi sẽ thay đổi kết cục để nàng bớt bi đát. Sau đó, người đẹp còn đóng Bao Tích Nhược trong Anh Hùng Xạ Điêu 2007. Năm 2019, cô tiếp tục đóng vai trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nhưng lần này là vai Diệt Tuyệt Sư Thái. Năm 1996, Châu Hải My rời TVB, bắt đầu thành diễn viên tự do, sang Nhật và được yêu thích tại đây. Năm 1997, bà về Hồng Kông, Trung Quốc tham gia một số phim Đại Náo Quảng Xương Long, Bí Mật Của Trái Tim, Tung Hoành Tứ Hải. Sau này, Châu Hải My sống chủ yếu ở Trung Quốc cũng như hoạt động nghệ thuật tại đây. Ngoài sự nghiệp điện ảnh nổi tiếng, Châu Hải My cũng được xem là một trong những nữ minh tinh xinh đẹp và cá tính bậc nhất làng giải trí xứ Hương Cảng. Có thể thấy trong những tháng ngày tuổi trẻ nhiệt huyết nhất, nữ minh tinh Hồng Kông xinh đẹp đã luôn không ngừng nỗ lực, chăm chỉ cống hiến cho nghệ thuật. Có lẽ cũng chính vì điều này mà khi nhìn lại quãng thời gian rực rỡ nhất, Châu Hải My luôn cảm thấy tự hào và trân quý. Sau này dù không còn đóng phim thường xuyên nữa, nhưng ngôi sao đình đám một thời vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi hình tượng độc lập, mạnh mẽ và sở hữu khối tài sản khổng lồ đáng mơ ước. Theo HK01, Châu Hải My nắm trong tay gần 70 triệu đô la Mỹ gồm bất động sản, cổ phiếu và tiền mặt tại ngân hàng nhờ sự nhạy bén thông minh. Được biết, cô sống một mình ở Bắc Kinh 20 năm trước khi qua đời và sống trong khu biệt thự dành cho người giàu có. Giá trị ước tính biệt thự là hơn 100 triệu nhân dân tệ. Theo truyền thông Đại Lục đưa tin, biệt thự của Châu Hải My nằm ở quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, được mệnh danh là khu vực giàu có hàng đầu. Vì cô thường xuyên chụp ảnh để khoe sự tương tác với những chú chó cưng nên có thể thấy nhà cô được trang trí theo phong cách cổ điển châu Âu. Phòng khách có thể kê 3 ghế sofa lớn, không chỉ có phòng thay đồ riêng mà còn có khu vườn riêng ngoài trời. Cô được biết đến là một người rất yêu chó và nuôi tới 5 chú chó lông. Ngôi sao một thời của màn ảnh TVB thường chia sẻ những clip và hình ảnh về cuộc sống hàng ngày của mình như nấu ăn, làm vườn hay chơi đùa với cún cưng. Cuộc đời Châu Hải My từng trải qua nhiều mối tình nhưng chỉ có duy nhất một lần kết hôn. Tuy nhiên, lần đó Châu Hải My cũng chưa từng đăng ký. Là một mỹ nhân tài năng và cá tính, Châu Hải My được nhiều người theo đuổi. Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với người đồng nghiệp Lữ Lương Vĩ. Họ gặp nhau trong phim Đảo Nở Phong Vân. Khi đó Châu Hải My mới 19 tuổi. Sau 3 năm bên nhau, họ đăng ký kết hôn ở Las Vegas, Mỹ, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 năm. Nguyên nhân được tiết lộ do nhà chồng không muốn cô tiếp tục đóng phim, dẫn đến bất đồng quan điểm mà quyết định đường ai nấy đi. Hậu ly hôn, Châu Hải My và chồng cũ vẫn xem nhau là đồng nghiệp, bạn bè, tiếp tục hợp tác. Sau cuộc hôn nhân duy nhất, cô cũng hẹn hò với nhiều đối tượng khác, gồm những người làm việc trong và ngoài làng giải trí. Thế nhưng cô cũng từng chia sẻ, tôi có lẽ không hợp với việc cưới chồng có con. Người đẹp từng cho biết thi thoảng có người hỏi cô sống một mình có cô độc buồn tẻ không, diễn viên đáp, tôi muốn mọi thứ đến tự nhiên, khi không có tình yêu tôi vẫn sống vui vẻ, tôi không có nhu cầu tìm một người đàn ông về ở cùng, vướng chân vướng tay. Diễn viên nhiều lần nói không hối tiếc khi chọn sống một mình. Ở lần livestream năm ngoái, Hải My cũng cho biết cuộc đời cô không hối tiếc điều gì vì đã có những trải nghiệm phong phú. Minh Tinh nói, tôi trải qua rất nhiều, chẳng hạn như đóng các vai đa dạng. Chuyện kết hôn cũng thế, không kết hôn tôi vẫn sống rất vui. Hải My cho biết yêu quý trẻ con, song không thể sinh con cũng không có ý định nhận con nuôi. Dù vậy, cô phụ cấp kinh phí nuôi các bé ở trại trẻ mồ côi. Châu Hải My không bận lòng khi già đi, mặc cho nhiều nếp nhăn, cho rằng người khác yêu quý cô vì con người tính cách chứ không phải vì ngoại hình. Bản thân cô tận hưởng việc già đi. Ngày 12 tháng 12 mới đây, đại diện công ty quản lý của Châu Hải My cho biết nữ diễn viên đã qua đời một ngày trước đó vì bệnh tật không thể cứu chữa, hưởng dương 57 tuổi. Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên là một thông tin chấn động làng giải trí Hoa ngữ. Hàng loạt nghệ sĩ là bạn bè đồng nghiệp của nữ diễn viên bày tỏ sự xót thương và mong cô an nghỉ. Có thể thấy, dù người đời cho rằng cô đã sống một đời cô độc, dù giàu có, trong đống tài sản kết xù nhưng vẫn lẻ bóng, không ai bầu bạn ngoài những chú chó. Thế nhưng Châu Hải My đã luôn hài lòng và hạnh phúc với cuộc đời của mình. Từ những năm tháng cuối cùng, có lẽ đời không hối tiếc cũng chính là cụm từ đúng nhất khi nói về 57 năm cuộc đời của nữ minh tinh Hồng Kông.